Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay Lego Mobile Garena đã ra mắt một sự kiện sớm cho anh em. Một sự kiện về Halloween, một sự kiện khá là quan trọng, khá là thú vị nha. Hôm nay mình sẽ test thử cho anh em luôn về cái sự kiện này. Ok, vào nào. Anh em có thể sở hữu sớm một bộ trang phục Ma Lốc Samurai tử sĩ nằm trong kho báu từ ngày 31. Thì bộ trang phục này sẽ nằm trong kho báu, anh em cần phải quay đá quý mới ra được. Còn hiện tại nếu mà muốn sở hữu trước ngày 31 thì anh em quay vòng quay Halloween cơ hội sở hữu trang phục kho báu. Đây, từ ngày 26 là ngày hôm nay và chính thức là 11 giờ. 11 giờ hiện tại 11 giờ 5, mình đợi mãi 11 giờ mới mở. Ok, mình sẽ ấn quay ngay này. Hiện tại thì đây từ đã. Hiện tại thì cái nick này là anh em nhìn nhá, 2360 con hi, mình sẽ thử quay hết 2360 con hi này. Tương đương tầm trị giá 1 triệu 2 Việt Nam đồng. Đó đó. Rồi, cái sự kiện này khá là hút máu nha anh em. Nhưng mà để mà sở hữu được một bộ trang phục này thì anh nếu mà sở hữu được thì cũng khá, anh em lúc lần sau thì không cần ấy đâu. Ok, mình sẽ ấn quay ngay này. Đùa. Ok, đến ngay nhá, mình sẽ quay này. Rồi, vòng quay Halloween. Cơ hội sở hữu trang phục Halloween giới hạn và cực nhiều vật phẩm đặc biệt khác bắt đầu ngay này. Ok. Đây là quà lượt quay. Cái này mình cũng đang tìm hiểu, mình cũng chưa biết kiểu gì đây. Hiện có 2360 con hi nhá. Được đếm ngược từ 4 ngày. Nói chung cái sự kiện này còn 4 ngày rưỡi thôi anh em. Cái bộ trang phục Ma Lốc đây, 8 lượt quay, 6 lượt quay, 4 lượt quay, 2 lượt quay. À cái này mốc thời gian, à mốc mốc quay nhanh này. Click vật phẩm để lựa chọn loại bỏ 4 vật phẩm ra khỏi vòng quay. Lưu ý vật phẩm hot không thể là. Ok, mình sẽ loại bỏ 4 cái vật phẩm mình không thích nha. Đây là mình sẽ bỏ cái loa to này. Bỏ cái nhân đôi kinh nghiệm này. Thì cái nick này cũng cấp level max rồi. Ok, bỏ cái sao nào. Bỏ cái gì nữa nhờ, bỏ cái mảnh tướng này, mảnh trang phục nữa đi. Ok, đã xong, mình sẽ xác nhận bỏ 4 cái này nhá. Đó rồi, bây giờ mình sẽ quay tầm 10 lần. Lần phát đầu tiên thì sẽ mất 19 quân huy nha anh em, 19 quân huy. Phải quay phát đầu tiên này, quay thưởng này. Ok, nào vào cái gì đây. Rồi, vào thẻ thử tướng, cay chưa? Chúc mừng bạn đã nhận được combo thử tướng trang phục 3 ngày và sẽ được gửi vào hòm thư trong game 24 giờ, ok? Đấy. Rồi. Bây giờ tiếp tục mình sẽ quay lần 2 là 39 quân huy nhanh em. Quay lần 2 ra 39 quân huy này. Khá là tốn, cái này còn hơn cả cái vòng quay may mắn đá quý. Ok, chúc mừng bạn đã nhận được Ruby may mắn 10-100 và sẽ được gửi vào hòm thư rồi. Ôi Ruby rồi, hai cái này đã bị mất và anh em không thể nào quay được vào cái Ruby và cái thủ tướng này nữa. Ok, tiếp tục mình sẽ quay vào bộ trang phục Ma Lốc đi nào, Ma Lốc nào, Ma Lốc đi, trời ơi. Thôi, vào quay, ok, tiếp tục nào, Ma Lốc nha, Ma Lốc. Quay tiếp lần nữa thì không biết quay mấy lần rồi nhỉ. Lượt quay lần này thì cần 109 quân huy nha anh em. Quay tiếp này, mình có 2.000 quân huy cơ. Vào cái gì đây, vào cái gì đấy. Ôi, thế là cũng tuyệt vời rồi. Chúc mừng bạn đã nhận được một thẻ đổi tên. Cái thẻ đổi tên nó cũng khá là ý nghĩa. Lượt quay lần này thì là 159 quân huy nha. Mình sẽ quay tiếp đây. Rồi, chúc mừng bạn đã nhận được huy hiệu tướng. Ok, thế là mình sẽ đổi được, dùng cái huy hiệu tướng này để đổi được một cái một bộ không, xin lỗi. Một vị tướng, ok. Đấy. Ok. Xong, về bằng quay. 219, lần này là quay lần thứ 6, mất 219 quân huy. Quay luôn này. Đấy, hiện tại mình bây giờ còn 1746 quân huy thôi. Ôi giời ơi. Vào cái thẻ nhân đôi vàng 3 ngày. Ok. Tiếp tục bây giờ còn bộ trang phục 279. Hiện tại là quay lần 7 279 này.
vào trang phục. Đùa, chúc mừng bạn đã nhận được huy hiệu trang phục. Cái này đã đổi được trang phục rồi là ngon rồi. Ok. Rồi, bây giờ là quay 359 quân huy. Đây là quay lần thứ 8 này. Anh em chỉ có tối đa quay 10 lần thôi, không được quay quá đâu. À, nó hút máu. Ôi, đen thật. Chúc mừng bạn đã nhận được huy hiệu tướng. Rồi, chắc chắn mình còn hai lần quay nữa và chắc chắn chắc là mình sẽ được một bộ trang phục của vị tướng Malok. Ok, quay tướng đây. Rồi. Chúc mừng bạn đã nhận trang phục. Ok, và cái chắc chắn lần này mình sẽ được cái bộ trang phục Malok rồi. Malok Samurai tử sĩ. Nào, quay thưởng. Rồi, tuyệt vời. Chúc mừng bạn đã nhận được Malok Samurai tử sĩ. Quà sẽ được gửi vào hòm thư trong game trong vòng 24 giờ. Thế là trong 24 giờ mình sẽ có thể là được bộ trang phục này và sẽ làm clip cho anh em. Đây, cảm ơn bạn đã tham gia sự kiện. Lưu ý lưu ý hãy nhận hết phần thưởng phần quà ngay đổi huy hiệu trước khi sự kiện kết thúc vào ngày 30 tháng 10. Anh em có hết cái này anh em phải đổi trước ngày 30 tháng 10 nha, không là hết sự kiện đấy, không là cung cấp đấy. Vừa xong là hơn 2.000 quân huy và bây giờ mình còn 30 quân huy, nghèo vãi. Ok, còn 30 quân huy thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ quay trở lại game. Rồi, sao còn đây 30 quân huy và mình nhận được 6 thư nha anh em. Bắt đầu nhận từ cái gì đây? Sự kiện vào quay. Thẻ thử tướng skin bây giờ mình nhận này. Ok, mở. Nào. Ok, được bộ Laurel. Cái này thì không cần rồi, sự kiện Halloween. Cái túi may mắn. Mở hết cho anh em luôn, sâu cho anh em luôn. Và mình sẽ giới thiệu qua bộ trang phục. Ok, tiếp này. Sự kiện này, thẻ đổi tên. Ok, thẻ đổi tên đã xong. Sự kiện vòng quay Halloween. Tiếp tục, đây là một cái mình rất là mong chờ gửi bạn phần thưởng nhận quà được từ vòng quay Halloween. Chúc bạn chơi game vui vẻ. Ok, cảm ơn mọi người. Trang phục Malok tử sĩ. Mua luôn. Wow. Mình đã được nhận được bộ trang phục Samurai tử sĩ. Wow, quá là tuyệt vời anh em nhìn chưa? Tuyệt vời mặt trời luôn. Đó. Đây, và bây giờ mình sẽ test thử cho anh em nha. Từ. Mình sẽ test thử cho anh em bộ trang phục đấy đó. Oh, đấu luyện này Samurai được rồi. Malok của tôi. Malok. Đó rồi, Malok nha. Trang phục. Wow, đây là ác ma địa ngục. Việc hóa trang. Và tiếp tục đây là Samurai tử sĩ. Một bộ trang phục sẽ ra mắt vào kho báu ngày 31. Rồi, để có được em này phải tốn mất triệu 2. Hơn 2.000 quân huy. Ok. Ok, bây giờ mình sẽ test luôn cái hiệu ứng kỹ năng cho anh em này. Rất là đẹp. Chắc chắn anh em chỉ cần nạp 1.000, hơn 1.000 quân huy là thôi là chắc chắn sẽ được một bộ trang phục này. Còn hơn là anh em nạp hơn 1.000 quân huy, anh em quay đá quý ngày 31 thì ăn may nghi ngờ là mình sẽ không vào được đấy. Rất là khó thì vào được cái bộ trang phục này nha. Ok. Sự kiện này ra mắt thì khá là hút máu anh em đấy. Khá là hút máu. Ok rồi. Đây, anh em để ý cho. Rồi, anh em để ý này. Ngầu đúng không? Siêu ngầu. Đây, mình đang di chuyển. Chiêu 1, hiệu ứng. Chiêu 2, đợi có lính thì nó mới búp. Đây, mình sử dụng chiêu cuối cho anh em này. Đấy, chiêu cuối này. Rồi, quá là đẹp. Thật ra thì nhìn bộ trang phục này nó hổ báo hơn rất là nhiều, anh em thấy gì không? To người to hổ báo, đây mình sẽ này. Đấy, bây giờ mình búp thử chiêu 2 nhá. Đấy, búp chiêu 2 này anh em nhìn này. Xung quanh người của vị tướng này nó có một là chắn ảo và cũng như là một vòng tròn ảo thôi rồi. Ngầu, siêu ngầu, phải đẹp hơn là hai bộ trang phục trước. Đây, đó, quật, đây là chiêu hiệu ứng của chiêu đầu tiên. Đó, anh em nhìn chưa? Đấy, nhìn này. Rồi, ngầu chưa? Đây này. Út này, búp giáp cái chiêu thứ hai. Thôi, từ hỏi tại sao ngầu vãi. Đấy, từ mình sẽ phóng to. Bật camera gần cho nhằm. Quay. Nhìn đồ sộ vãi. Rồi. Này, chiêu cuối này. Dầm, thấy chưa? Đấy,
Rầm. Ok. Wow, quá là đẹp. Đây, rất là ngầu. Đánh bo, đây là mình sử hiệu ứng kính bo nha. Đấy, đánh bo. Đấy. Rồi, hút này. Thấy chưa? Thấy chưa? Nói chung thì bỏ tiền ra để mua một bộ trang phục này thì thôi. Thôi rồi, lượm bơi đừng không tiếc làm gì đâu. Đấy, chưa cuối này. Đấy là mình phóng to đây rồi, mình sẽ thu nhỏ lại cho anh em nha. Đây đang thử hiệu ứng chưa cuối. Đó. Rất là đẹp, đẹp mê. Đẹp lung linh. Đấy, đẹp mê đi. Mình chỉ kết mỗi cái chiêu búp giáp này này. Đấy anh em nhìn thấy không? Búp giáp nha, búp giáp nha. Búp giáp này. Đấy. Nhìn đẹp chưa, đúng không? Sao nào? Ngầu thôi rồi. Ok, thì clip mình đến đây thôi. 11 giờ ra sự kiện này ra đúng không? Sự kiện Halloween thì 11 giờ 5 mình làm clip và hiện tại đang là 11 giờ 16. Ok, và bây giờ mình sẽ phải tải lên cho anh em xem đây. Bye bye. Kết thúc clip tại đây. Bye bye. Xin chào mọi người. Bye bye. Nhớ để lại bình luận bên dưới cho giúp mình nha. Và chia sẻ like và comment, đăng ký kênh để ủng hộ mình. Để mình có thể là review được các bộ trang phục mới nhất. Và chia sẻ những cái thứ gì mình biết. Ok, cảm ơn mọi người. Bye bye. Xin chào mọi người.